Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay, chị Heo Sinh sẽ review tập phim Ngôi Trường Vận Động Bắt Buộc. Cùng bắt đầu thế nào? Tại giờ học thể dục, Nobita liên tục bị té ngã và không vượt qua các chướng ngại vật. Chan và Sunio liền than phiền vì hội thao sắp diễn ra mà Nobita cứ như thế này thì phần thi chạy tiếp sức của lớp mình sẽ thua mất. Sau giờ học, Chan muốn huấn luyện đặc biệt cho Nobita, Shizuka cũng ủng hộ cho việc đó. Vậy là về nhà, bọn Chan đã đứng ở dưới cổng liên tục gọi Nobita đi tập, nhưng Nobita nhất định không muốn đi. Doraemon đành xuống từ chối và nói ngày mai chính cậu sẽ rèn luyện cho Nobita. Sáng ngày hôm sau, Doraemon liền lấy ra bảo bối điều khiển con rối gắn vào chân tay và đầu của Nobita và hẹn 30 phút sẽ khởi động, rồi sau đó cậu lại bay đi tìm chỗ tập. Tiếp theo, dùng bảo bối, hãy vận động bắt buộc, nhấn nút và cài chương trình như một vận động viên chuyên nghiệp dành cho Nobita. Nhưng sao cậu ta lại có linh cảm xấu như vậy nhỉ? Doraemon đánh bấm nút đại và khởi động máy. Nobita bị lôi đi như một con rối, cậu băng qua rào chắn, rồi lại đâm sầm vào tường rào, té bịch xuống đất nên đã rớt bộ đồ điều khiển ra. Lúc này Chaian và Sunio cũng chờ quá lâu nên họ muốn đi vào trong sân trường để tìm chỗ ngồi. Doraemon cũng không kịp cản thì cái máy đã khởi động chương trình. Shizuka cũng bước vào và cánh cổng đóng lại. Đã bước chân vào đây rồi thì phải đến đích cuối cùng, nếu không sẽ không ai thoát ra được đâu. Vậy là cát ở sân bắt đầu lún xuống, họ phải nhanh chân chạy vô bên trong trường. Doraemon chậm chạp, xíu nữa thì bị nhấn chìm trong cát. Vào được bên trong thì đến phần rèn luyện thị giác, họ phải tránh những chiếc giày đang bay tứ tung. Sau đó lại tới phần luyện tập chạy nhanh trên sàn đảo ngược, rồi một quả bóng lớn lại xuất hiện đè bẹp Sunio. Phải mau nghĩ cách thoát khỏi chỗ này thôi. Cầu thang bỗng trở thành mặt phẳng dốc trơn trượt, Doraemon trèo mãi thì mới lên được thì một chiếc loa xuất hiện và yêu cầu phải có sự hợp sức của đồng đội để bấm 3 nút đỏ ở 3 nơi khác nhau, đó chính là phòng nhạc, toilet và hồ bơi. Trong 10 phút tất cả các cậu phải hoàn thành và cả nhóm đã bàn nhau chia nhau ra để thực hiện. Chaian chạy ra và rớt xuống bể bơi, thử thách bơi ngược sóng bắt đầu chơi luôn. Còn Sunio thì tới toilet, bước vào các ô gạch thì những ô còn lại thụt xuống lộ ra những cái hố sâu hoắm. Thử thách giữ thăng bằng trên sàn đã bắt đầu. Sunio lúc này chỉ biết khóc ròng gọi mẹ ơi cứu con với. Shizuka thì phải nhảy trên bàn phím đàn để hoàn thành bài nhạc, quá đơn giản với cô bé nhưng độ khó đã được tăng lên, nhảy muốn rụng cái chân mà còn không kịp nữa. Doraemon cuối cùng cũng đã lên được sân thượng, mọi người cũng vượt qua và bấm được nút đỏ. Nhưng khi Doraemon vừa mở cửa và chạy tới cái nút thì loa thông báo lại xuất hiện, khóa luyện tập tổng hợp chỉ mới bắt đầu thôi, phần thi tiếp theo sẽ được diễn ra, nếu không hoàn thành sẽ phải thực hiện lại từ đầu. Trời ơi, cái quân que gì vậy, cả đám bạn khóc ròng và thực hiện mọi thử thách cho tới khuya. Sáng ngày hôm sau, phần thi hội thao đã đến. Nobita rất hào hứng khoe với các bạn rằng mình đã cố gắng tập luyện nguyên một ngày hôm qua đấy, nhưng đám bạn bây giờ chân tay đã bủn rủn rồi, không đứng nổi nữa đâu thì còn thi với thố cái gì nữa. Nobita liền than thở, mấy cậu làm gì mà như sắp chết đến nơi vậy. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.